Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình này chúng ta cùng nghe một số tiết mục do nghệ sĩ ưu tú Hồng Tính, nguyên diễn viên nhà hát chèo Bắc Giang thể hiện. Và các bạn vừa nghe bài Bên Sông Quê Em Hát, lời của Tường Văn do nghệ sĩ Hồng Tính hát theo điệu Đào Liễu. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ Hồng Tính tuổi Mão, chị sinh năm 1951 tại thôn Do Phương, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Gia đình chị không có ai làm nghệ thuật, nhưng ngay từ nhỏ chị đã được nghe tiếng hát dân ca của đội văn nghệ xã, đặc biệt là những tiết mục hát chèo, hát dân ca trên đài. Những buổi dạy hát chèo, hát dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam chị không bao giờ bỏ. Nhờ vậy mà từ tuổi nhỏ chị đã biết hát chèo, hát dân ca. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Gửi Tới Đảo Xa do Nguyễn Hùng Việt soạn lời, nghệ sĩ Hồng Tính trình bày theo điệu Tình Thư Hạ Vị.
hiệp trùng sông trăng ngút nắng mù khơi đào thép hiên ngang vững vàng nơi giông to nghi có biết thank you.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chỉ công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 3 năm, nhưng 3 năm ấy là 3 năm đáng nhớ của nghệ sĩ Hồng Tính. Chính trong 3 năm ấy, nhờ các anh, các chị đi trước, chị vừa biểu diễn vừa học nên đã biết hát chèo, diễn chèo, biết hát dân ca quan họ và nhiều loại hình dân ca khác nữa. Và cũng chính ở đây, trong thời gian này, chị đã diễn những vai diễn đầu đời. Mặc dù những vai diễn này không phải là những vai diễn gây ấn tượng nhất trong cuộc đời làm nghệ sĩ của chị, nhưng đó là những bước đi đầu tiên làm nền tảng vững chắc cho Hồng Tính để sau này chị có những vai diễn xuất sắc. Năm 1974, nghệ sĩ Hồng Tính chuyển về công tác tại Đoàn Chèo Bắc Giang, Hà Bắc cũ và công tác ở đó cho tới khi nghỉ hưu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Khúc hát mùa xuân lời của Xuân Hồi do nghệ sĩ Hồng Tính thể hiện theo điệu luyện năm cung. Ủa còn thơ con đã từng nghe khúc hát. Khúc hát ân tình của mẹ bên đôi. Nắng xuân sưởi ấm đất trời. Công cha nghĩa mẹ muôn đời chẳng quên. Đẹp mãi quê nghi nhà muôn cung văn đi sân đi ca tô thắm sắc hoa kinh. Mùa xuân đất nước đi sáng tươi tràn hoài niềm vui. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp bài Lời ca dâng mẹ do Tiến Sùng soạn lời theo điệu Tò Vò, nghệ sĩ Hồng Tính trình bày. Boy.
mong rằng mẹ từ làng quê xót thương thân gầy, bờ khuya lặn lội chăm mi chút đi đàn con tiến chồng đi chiến ở đâu vai gầy nặng canh vẫn vững lòng trung hậu Có thể nói với trên 35 năm công tác liên tục, nghệ sĩ Hồng Tính là một trong số ít những nghệ sĩ cùng thời còn trụ lại đoàn và làm nghề. Mấy chục năm qua, sân khấu đoàn chéo Bắc Giang không thể thiếu vắng vai diễn và giọng hát của chị. Thật là thú vị khi xem bản thành tích của nghệ sĩ Hồng Tính. Từ năm 1980 đến năm 1995, 7 lần chị đi thi tiếng hát chèo hay, trích đoạn sân khấu chèo và hội diễn sân khấu chèo là 7 lần chị đoạt huy chương vàng và bạc. Đáng nhớ nhất là trong cuộc thi tiếng hát chèo hay tại Thái Bình năm 1982, chị là một trong số ít những nghệ sĩ đoạt giải A, giải thưởng cao nhất dành cho giọng hát chèo hay. Nhờ những đóng góp quý giá cho nghệ thuật sân khấu, năm 1997, nghệ sĩ Hồng Tính được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, nghệ sĩ ưu tú. Kết thúc chương trình là bài Hạt Thóc Quê Hương do Khúc Hà Linh soạn lời theo điệu Quân Tử Vô Dịch. Nghệ sĩ Hồng Tính, nghệ sĩ Thanh Hải cùng top nam nữ nhà hát chèo Bắc Giang trình bày. Trà quê hương muội vàng, ai đem trái hương ngàn cho lúa mà đau lực chân trời nắng mở.
ngọt đi ngào hương mi tỏa như men ủ nghi giờ mới làn nghi ra đập miệng đi nước đi xa sông dồn vang tiếng máy trên đồng khi mùa lúa mới cho đất đi phòng quay Các bạn vừa nghe một số tiết mục hát chèo do nghệ sĩ ưu tú Hồng Tính, nguyên diễn viên nhà hát chèo tỉnh Bắc Giang thể hiện. 25 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Chương trình này do biên tập viên Mai Văn Lạng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.